biệt trong mùa tranh, một trong tâm tình thấm muối đấy chính là chúng ta khi công việc bác ái công đoàn là tôi xót chúa chúng ta cách đây 2 tuần chúng ta thấy một giáo xứ trong đó có nhiều anh chị em dân tộc, chúng ta thể hiện một chút lòng thương xót của chúa mà thôi. Cha sẽ đã nói về tập đoàn tôi xót chúa của giáo xứ dân Việt đã sẽ anh em đến thăm và tặng quà. Dĩ nhiên chúng ta không phô trương, không khoe khoang, nhưng chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta luôn luôn cố gắng. Chúng ta vui Chúa Giêsu mỗi lần cầu nguyện cái lòng thương xót Chúa và qua việc lắng nghe lời Chúa. Chúng ta được thể hiện qua việc làm của chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu thể hiện cuộc đời của Ngài là sứ giả Thiên Chúa, là con Thiên Chúa bằng những việc làm phúc đức. Việc làm lớn nhất đó là Chúa Giêsu chấp nhận giăng tay lên cây thập giá để cứu chuộc nhân loại. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu người dân yên mạng sống vì người mình yêu. Và là môn đệ của Đức Kitô, là con cái của Chúa, chúng ta được mời gọi để đến với lòng thương xót Chúa. Chúng ta đã nhận được lòng thương xót tha thứ của Chúa dành cho chúng ta. Và nơi thương Chúa chúng ta cũng thể hiện những việc lành, những việc tốt đẹp cho anh chị chúng ta, như là giống chúng ta là con cái Chúa và môn đệ của Đức Kitô. Người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hiểu yêu thương nhau. Cầu xin Chúa ban thánh thần để giúp đỡ chúng ta trong ngày cuối của mùa chay, chuẩn bị bước vào tuần thánh. Chúng ta chết đi cho con đường cũ, con người ích kỷ, để chúng ta cố gắng sống bao dung hơn, sống xót thương nhiều hơn, để làm thương xót đó trong lời nói tốt lành của chúng ta và có những điều bác ái yêu thương của chúng ta. Nhờ cái dấu chỉ ngày hôm nay, chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa Giêsu, và chúng ta mong muốn rằng rồi những việc làm rất nhỏ bé của chúng ta, những lời cầu nguyện những hy sinh chúng ta tham gia cầu nguyện đó, các ý chỉ với người xin ta cầu nguyện, thì chúng làm cho thêm những nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, công tác truyền giáo của chúng ta, cho nhiều anh chị em ta nơi này nơi khác cũng đang gặp đau khổ. Chúng ta nghe nói các sơ bên ở miền đất Kim chẳng hạn, các sứ thủy tiên chẳng hạn, hay là Formosa miền Trung chẳng hạn, và nhiều nơi nơi ở vùng sâu vùng xa chẳng hạn, nhiều khi việc giữ đạo là chúng ta thấy nhiều khi việc cao cả xin mời của Chúa cũng là khó khăn cái này cái khác. Rất mong mỗi người ta cầu nguyện để xin Chúa ban thánh thần, ban ơn khôn ngoan, ơn can đảm những hy sinh để giúp mỗi người chúng ta cố gắng góp phần xây dựng thêm nước Việt Nam cũng như giáo hội Việt Nam chúng ta. Cụ thể là sẽ giúp làm cho giáo sinh ta những ngày đẹp nhất yêu thương và làm việc đạo đức những việc bác ái để chúng ta trở nên chính đáng cho Chúa.